Xin chào tất cả các bác, em tiếp tục lên sóng một con lọc khí Daikin vầng trăng. Em vừa dọn xong một con đẹp xuất sắc như mới các bác nhé, long lanh trắng đẹp. Các bác nhìn vỏ nguyên bản 100% đấy ạ, hình thức rất đẹp. Con máy đánh giá là khá là hiếm, đẹp long lanh. Cái dòng Daikin vầng trăng này thì để được những cái con máy đẹp như này thì trong một lô vài chục con thì chắc chỉ được vài con thôi. Đấy, còn đẹp như này không có nhiều đâu các bác nhé. Thì các bác nào có nhu cầu mua thì các bác tranh thủ ở cái nước đầu của nó thì các bác chọn những con đẹp. Con này mã số 6 nha các bác nhé, đầy đủ tất cả các tính năng. Hẹn giờ thế này, giữ hai dây khóa trẻ em. Để em bấm này cũng là test luôn máy cho các bác luôn. Đấy. Yeah. Còn bấm từng nhát một thì các bác sẽ giảm độ sáng của đèn. Con này chế độ này lọc nhanh, lọc khí nhanh. Chế độ bùa, chế độ lọc khí, ion, timer, báo phần trăm độ ẩm. Con này đây các bác nhé, ở cái dòng này nhá, hai cột lọc tĩnh điện hai bên kết hợp với màng HEPA, duy nhất các cái dòng Daikin này nó mới có thôi. Đấy, hai cột lọc tĩnh điện hai bên, thực ra này nó có hai cái dây thép rồi các bác nhé, bền vĩnh cửu, rất là mới luôn. Này, anh timer khử khuẩn như mới. Yeah. Màng HEPA thay mới nhá. Màng này khi các bác có nhu cầu thay nữa thì 300.000 một chiếc nhé. Chiếc này thì em bán là 3.400.000, bảo hành 12 tháng. Máy đã đấu biến áp điện 220V rồi. Đây, quay cho các bác xem tiếp phần bình nước trắng tinh mới này. Con này hoàn hảo đến từng chi tiết, nói chung là không chê điểm gì các bác nhé. 3.400.000 con máy đời 2014, mà máy C911487, 75W, dùng để cho phòng khoảng 55m2 đổ lại nhé. Đấy, các bác nào có nhu cầu lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.